Dạ, cũng tương tự như phần trước, trong lúc mà chờ đợi ban giám khảo tổng kết các số điểm thì chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức một phần cắm hoa của cô Kim Khanh biểu diễn cắm hoa lụa. Trước hết, Kim Khanh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị quan khách đã có mặt trong ngày hôm nay và xin gửi lời chúc mừng Mother Day đến tất cả các bà mẹ. Thưa quý vị, nếu quý vị đã từng theo dõi đài Leo's on TV thì Kim Khanh là một khuôn mặt rất là quen thuộc. Như quý vị biết, ngoài cái vấn đề cắm hoa tươi ra thì Kim Khanh còn có cắm hoa lụa. Và hôm nay trong ngày lễ Mother Day, Kim Khanh muốn gửi đến cho tất cả các bà mẹ cũng như tất cả các quý vị quan khách có mặt hôm nay một cái nghệ thuật cắm hoa lụa rất là đơn giản, với một lý do cũng rất là đơn giản, bởi vì Kim Khanh muốn tất cả các em ở mọi lứa tuổi, các em có thể tự tay mình làm một cái bình hoa. Thưa quý vị, trên bàn của Kim Khanh thì chúng ta đã có tất cả những cái loại hoa và Kim Khanh đã chọn những cái hoa gọi là những cái hoa cactus, nghĩa là những cái hoa này thì thưa quý vị, nó thường có ở rất là nhiều ở các nhà và chúng ta có thể trồng được. Với lý do tại sao? Để cho rất là đơn giản cho các em nhỏ, các em không cần phải đi chợ để mà mua hoa, mà các em có thể tự đi ra ngoài vườn nhặt lấy những hoặc cắt lấy những cái cành hoa của chính gia đình trồng, hoặc chính mẹ mình trồng, hoặc chính tay em trồng, để mà các em có thể tạo nên một tác phẩm và gửi tặng cho mẹ trong ngày lễ Mother Day. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị theo dõi màn cắm hoa của chị Kim Khanh. Kính thưa quý vị, trong lúc Phi Khanh đang biểu diễn cắm hoa lụa, chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức một ca khúc cũng nói về mẹ với tiếng hát của Xuân Mai. Xuân Mai sẽ trình bày nhạc phẩm Mẹ Tôi. Xin mời Xuân Mai. Dạ, lời nói đầu tiên con xin được gửi đến các ông, các bà, các cô, các chú, các chị và các em đang có mặt tại đây cũng như đang xem đài ở nhà, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Nhân dịp ngày lễ Mother's Day, con cũng xin chúc những người mẹ một ngày lễ Mother's Day thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Và sau đây con xin hát ca khúc Mẹ Tôi, và ca khúc này con xin dành riêng cho những người mẹ. Thank you.
ngọt ngào của bé Xuân Mai. Dạ, con xin cảm ơn các ông bà, các cô, các bác, các chị và các em rất nhiều. Và một lần nữa con xin chúc quý vị có một ngày lễ Mother's Day thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Con xin kính chào. Thưa quý vị, như quý vị nhìn thấy, một thời gian rất là ngắn, Kim Khanh đã tạo nên được một cái tác phẩm gọi là một tác phẩm nghệ thuật gửi đến cho tất cả các bà mẹ trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, một tác phẩm rất là đơn giản và Kim Khanh tin chắc rằng là tất cả các em ở mọi lứa tuổi, các em có thể tự làm để tặng đến cho mẹ trong ngày lễ Mother Day. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả theo dõi. Xin cảm ơn chị Kim Khanh. Và thưa quý vị, tiết mục sau đây là một tiết mục múa. Chị Kim Thu sẽ múa một nhạc phẩm và đó là bài Ca Khúc Mẹ. Xin quý vị một tràng pháo tay cho chị Kim Thu. Có mẹ một ngày kia lặng lẽ bên mình.
chợt mộng manh quang gánh chiều đông, hát khúc hát ai quên mình có mẹ một ngày kia lặng lẽ bên cuộc đời. Cánh cò cọng nắng cọng mưa, mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương. Cánh cò cọng nắng cọng mưa, mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương.